giả. Đây là lần đầu tiên FPT tham dự và tranh tài hội diễn ngày 13 tháng 9 mừng sinh nhật tập đoàn. Cảm xúc thì vừa háo hức nhưng mà cũng rất là lo lắng, bởi vì là lần đầu tiên mà FPT Smart Cloud mới kỷ niệm sinh nhật tròn 1 tuổi. Sinh ra trong thời Covid, dịch dã bùng phát suốt 1 năm vừa rồi, gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì thời thế tạo anh hùng, FCI luôn coi những cái khó khăn đó là thử thách để chinh phục, là động lực để vươn lên mạnh mẽ. Đó cũng chính là những cái tư tưởng xuyên suốt mà chúng mình muốn gửi gắm đến trong clip. Thời gian thực hiện clip rất là ngắn, đội ngũ nhân sự mỏng, trang thiết bị quay dựng thì thô sơ, cây nhà lá vườn, nói chung là gặp rất là nhiều những khó khăn. Tuy nhiên thì rồi đâu cũng đã có đó, bởi vì chúng mình là FPT Smart Cloud mà, của đám mây thông minh. Năm 1988, 13 nguyên tố đã kết hợp thành một tế bào và phát triển lên một cây đại thụ của nền công nghệ Việt Nam. Từ đó, những chồi non không ngừng nảy nở và tái sinh tinh thần FPT. Năm 2021, SCI mang tinh thần đó để vươn đến đỉnh cao bằng cách đi độc đáo với tốc độ điên cuồng. Tôi là Voice Bot đến từ FPT Smart Cloud. Có một cái cây mới vừa ra đời, trên những tán cây nở rộ những đóa hoa. Đây hai con lão đang chơi trốn tìm. Ai tìm Cloud kiếm, ai kiếm Cloud đi tìm. Đừng đi không còn sống con đường mới phải mất công tìm. Mỗi người có cây búa, ta đã luyện cho bỏ công. Vì trí tuệ đã quấn dân nó kết thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có những chuyến đi dài. Phải tự học lấy mọi thứ vì trong thương trường làm việc ghi bài. Câu chuyện của chúng ta bao gồm thêm một miếng bi hài. Vì Covid mà em gọi anh không có U nhưng có Y dài. Phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường. Văn phòng sương làm anh thấy thật thèm thuồng. Ngôi nhà hừng hực cứ không làm đói lòng nhau. Hệt như là bách cam vậy em chỉ giỏi cưa khách mau. Hé cửa sổ ra mà xem, có một đàn cá mập đứng ở ngay nhà em. Làm công nghệ mắt ngọt tự như cây cà rem. Đàn cá sẽ đứng ở đây cả đêm. Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa. Ấy ai cờ lão đang chơi trốn tìm. Tìm hoài tìm mãi ra một cội đó ta trộn xè những đám cây mắc cỡ. Gần khách tâm ta hồi hộp đầy một cây tắt thở. Cần phải có ERP vào đám mây sắc nở. Công nghệ đỉnh cao đột phá xem mà đầy trăn trở. Ta săn bắn những khát vọng và hai lượm những giấc mơ. Ta trồng công nghệ độc đáo thứ mà lấy đi nhiều thì giờ. Ta tạo ra những cỗ máy tên là loài người bị mất việc. Để vun đắp những ý tưởng và niềm vui vào trên những bàn tiệc. Gọi em không làm anh mất giọng hoài. Ấy ai gọi hết sức tổng đài. Ta đứng đầu cả thế giới với công nghệ đỉnh cao. Biết vậy nên đầu tư từ những lúc chớm vào. Người điên tìm cây người ta trốn. Người ta trốn cây người điên làm. Sáng tạo từ những ngày xưa đã ngủ quên dưới tan cây im lìm. OFCI mới vừa ra đời. Trên những bước chân nở rộ những chiến binh. Ấy ai cờ lão đang chơi trốn tìm. Tìm tòi và bước trên một con đường. Chiến binh đã thật tin nhau và cùng thật kiên cường. Chiến binh sẽ xây một bề trên rất to. Chiến binh hạnh phúc soi chiếu với đời. Nhà em có võ nên phi ra đường. Là khi muốn số nhưng không ai làm. Nhiều khi ta muốn không là chủ tịch. Để khi cuối quý tha hồ lấy tiền. Giờ đây ta đã chót là chủ tịch. Và khi hết quý ta đòi triple. Than cái gì? Làm đi. Gấp ba.